Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tin mừng của Đức Kitô theo Thánh Ma-thêu, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bây giờ Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bây giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống trên chim như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu xuất hiện như một vị cứu tinh của thời đại mới. Ông Gioan lúc này đang làm phép rửa thống hối. Dân chúng đã từng thắc mắc về ông và tự hỏi: ông có thể là vị cứu tinh của dân tộc, là đấng Messia từng được mong đợi hay không? Nhưng chính ông Gioan đã trả lời thắc mắc của dân chúng bằng cách giới thiệu Chúa Giêsu trong chính sứ vụ của người. Đang khi ông chỉ là người làm phép rửa trong nước, thì Chúa Giêsu lại là người làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Lời giới thiệu của Gioan cho chúng ta thấy, trong cái thời đại cũ, thời chuẩn bị đã chấm dứt và đã hoàn thành để thời đại mới đang đến và được mở ra. Ở đây Chúa Giêsu đã không chỉ được giới thiệu bởi Gioan mà còn bởi chính Thiên Chúa Cha qua sự kiện trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng phán từ trời. Trong cái bối cảnh trời mở ra, tức là giờ khai mạc, thời đã được loan báo xưa kia, bây giờ đã đến một giao ước mới bắt đầu với quyền lực của Chúa Thánh Thần. Trời sẽ không còn đóng kín nữa. Thời đại của những kỳ công của Chúa cho dân của Ngài đã xuất hiện, đã mở ra theo ý muốn của Thiên Chúa Cha, mà bí ẩn siêu việt của người để thiết lập cái quan hệ giữa cha con với dân của Ngài. Điều mà dân Chúa mong đợi nay đã đến với Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu. Thánh sử Luca đã ý nhị đặt Chúa Giêsu ở giữa dân của người, để người ở đâu thì dân của người cũng ở đó. Chúa Giêsu mặc dầu vô tội nhưng lại ở giữa những kẻ tội lỗi, tự thú lỗi lầm của mình. Hình ảnh Chúa Giêsu là tôi tớ của Gia-vê, là đấng gánh tội trần gian thật là rõ nét ở trong tin mừng ngày hôm nay. Sau cùng với sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống và tiếng nói xuất phát từ trời: này là con ta yêu dấu. Tất cả đã nói lên một sự tấn phong, công nhận người là con Thiên Chúa, cũng như là đấng cứu thế mà muôn dân mong đợi. Và rồi từ đó khởi đầu cho sự nghiệp và sự công chính và công trình của Đức Kitô. Là những người Kitô hữu, cùng với bí tích rửa tội,
và bí tích thêm sức, chúng ta đã thực sự dấn thân để xây dựng một thời đại mới, một trật tự mới, để khuôn mặt của giáo hội luôn luôn tươi trẻ và công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô được tiếp diễn. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta sống chứng tá và biết loan truyền tin mừng của Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô. Và xin phép lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành và lại trên chúng ta luôn mãi. Và kính chúc ông bà anh chị em một tuần an vui. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.